bất ngờ kính chào tất cả quý vị. Chính thức thì giờ hoàng đạo, giờ lắm gạo nhiều tiền, giờ lộc, giờ tài, giờ hạnh phúc của hai bạn trẻ cũng đã đến. Và ngay giờ phút chúng ta đã đây, xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng ánh mắt của mình trở về phía trước cổng hoa của ấn chứng cưới để cùng chào đón cặp đôi uyên ương, hai ngôi sao sáng nhất, dạng người nhất và hạnh phúc nhất sẽ di chuyển trở về với đền đài đàng hoàng hạnh phúc của mình. Xin được trân trọng và kính mời cô dâu anh Thư cùng với chú rể Tùng Dương sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt và giữ tay nhau thật lâu di chuyển trở về với đền đài đàng hoàng hạnh phúc của mình. Vâng, xin được trân trọng và kính mời dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị trở về xây dựng yêu đài tình ái riêng của mình. Và bất ngờ kính thưa thần quý, với sự hiện diện trên sân khấu hiện tại bây giờ, nó chính là hai ngôi sao sáng nhất, dạng người nhất và hạnh phúc nhất, cô dâu anh Thư cùng với chú rể Tùng Dương. Và một lần nữa xin trân trọng và kính mời toàn thể quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật ra giá để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể chúng ta tung bay trên bầu trời hạnh phúc. Xin mời. Và bất ngờ xin cảm ơn những tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị. Kính thưa thần quý vị, là ngày hôm nay với niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất đó chính là những người cha, người mẹ đã nhìn thấy hai con của mình trở về với bến đỗ hạnh phúc riêng của mình. Và quả thật đúng là đi khắp phương trời thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho đời con. Và việc dựng vợ gả chồng đó là trách nhiệm, là bổn phận, là niềm vui, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những người cha, người mẹ. Và trong giờ phút trọng đại này đây, cho phép MC Quân Cảnh xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu ông Lò Văn Điệp cũng như là bà Vì Thị Phượng, là thân sinh phụ mẫu của cô dâu anh Thư ngày hôm nay, sẽ cùng trở về hiện diện bên cạnh con yêu quý của mình. Vâng, xin được trân trọng và kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, vâng, quả thực là thông gia thì như ruộng liền bờ, bên thì mong được rể, bên thì chờ được dâu. Xin diện thân cánh thiệp hồng của ông Điệp bà Phượng cũng xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu ông Hoàng Văn Thuận cũng như bà Lò Thị Hương, là thân sinh phụ mẫu của chú rể Tùng Dương ngày hôm nay, sẽ cùng lên sân khấu hiện diện cùng cạnh hai con yêu quý của mình. Vâng, xin được trân trọng và kính mời. Người mẹ, người thân sinh ra cô dâu và chú rể. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng cho họ nhà trai và cũng xin được chúc mừng cho họ nhà gái ngày hôm nay đã hợp thành một đại gia đình. Và để cho chương trình chúng ta được thành công và tốt đẹp hơn nữa thì cũng xin được trân trọng và kính mời hai bác đại diện cho hai họ nội, họ ngoại của cô dâu và chú rể. Để phía đại diện bên gia đình họ nhà gái xin được trân trọng và kính mời ông Lò Văn Đăng sẽ di chuyển lên sân khấu để đồng hành tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với ông Đăng cũng xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu ông Hoàng Văn Hoang, đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng tổ chức chương trình khớp với thời gian và ban tổ chức gia đình đã tiêu diện. Vâng ạ. Vâng, xin được trân trọng và kính mời ông Hoàng Văn Hoang sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng đồng hành tổ chức chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Với sự hiện diện trên sân khấu hiện tại bây giờ, nó chính là những gương mặt quan trọng nhất để cùng tổ chức chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Và trong giờ phút ở đây, xin được trân trọng và kính mời hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cúi một cúi sâu để gửi lời chào tới toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. Xin dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào mừng nhá. Và vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị để cùng chào đón hai bên gia đình ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay nó chính là một ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng lành, ngày 9 tháng 10 năm 2024, tức ngày 7 tháng 9 năm Giáp Thìn, tại gia đình nhà gái bản Đán 2, xã Trường Sàn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, gia đình ông bà Điệp Phượng long trọng tổ chức một đại lễ phục quỳ cho hai bạn trẻ cô dâu anh Thư sánh viên cùng với chú rể Tùng Dương. Với sự đông đủ hiện diện của quan viên hai họ cũng như toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay đã minh chứng cho tình yêu và tình yêu của hai bạn trẻ. Tình yêu của hai bạn trẻ thì luôn luôn làm cho các nhà văn, nhà thơ của chúng ta phải thốt lên rằng tình yêu nó là tiếng gọi từ trái tim, và tình yêu đó là duyên tình của đôi lứa, và tình yêu nó cũng như hoa nở bốn mùa vậy, nó là hương say của cuộc sống.
và là hạt giống của tương lai và cũng là chiều dài của hạnh phúc. Và được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của chính quyền hai địa phương Triềm Đông và Trường Sàng đã tác hợp cho hai bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Và trong giờ phút này đây, không để quý vị đợi đâu hơn nữa, cho phép MC Quân Cảnh xin được thay lời cho ban tổ chức gia đình xin được long trọng và tuyên bố buổi đại lễ phu quy của hai bạn trẻ, cô dâu anh thư sánh duyên cùng với chú rể Tùng Dương xin phép được bắt đầu. Một chào và thay lời từ VTV để cùng chúc mừng. Cũng nở nụ cười thật tươi để cùng chúc mừng cho bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin lời cảm ơn chân thành nhất tới những chàng pháo tay của quý vị từ học viện và những chàng pháo hoa được tung bay lên như báo một ngày hạnh phúc, một ngày hạnh phúc của cô dâu anh thư cùng với chú rể Tùng Dương. Và vâng, kính chân thành để quý vị, và thật đúng là mong mưa thì cho bến nước nó được vơi đầy. Khi chú rể Tùng Dương lui tới thì được thầy mẹ thương, còn cô dâu anh thư thì bố mẹ cũng thương rất nhiều rồi. Và ngày hôm nay trở về với trung tâm khán phòng tiền, bên họ gia đình nhà trai chúng ta cũng sẽ có lời chào, lời cảm ơn cũng như lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị cùng gặp gỡ bác đại diện. Bác Hoàng Văn Hoan sẽ đại diện cho gia đình họ nhà trai có những lời phát biểu. Vâng, xin mời bác ạ. Là mi lúc nhìn bằng sáo, như là mi lúc mong bỏ sai. Thế là nhau khi tàn sọc hạ đàn, sảm hương chút sọc sao hạ hương. Thế là khó mi khó mưu bên đi, đi xuân vân thần. Gia đình, sáu thai gia đình tổ chức. Ta cao mái sái hắt, thằng sáu lán sáu đom hít đom khóc nói lưng. Ta cuồng hết cuộc bay, ta bản tài xá nữa, chắc cao. Thọt thứ hư bao và hâu bên ải bên im. Bên nó bên thi, khó chẳng hát chẳng thanh, thắt đau khẩu ma. Ta sông kích sông muôn, ta đom sống khai gia đình sông khỏi. Tham hú bỏ lái, xó chúc mừng hầu. Hâu bên nó bên thi, ta phụ hư thầu. Súng nhau cao tuổi, mặn thu hư nhuân. Ta bên lắc nhà hó, bên to nhà gồn. Ta bên lắc ngân sáu khăm hầu, sung lán sáu thân tinh mưa nà. Sóng ma, bọt nói bọt nòm, bị căm lâm nòm ý là liếng lúc hàng ban, liếng lán hàng nhau. Hết hơn kinh hàng mà, hết hơn ha, kinh phong lập phong lai thân ca dù khôn nơ. Dạ vâng, chúng ta được trở lại với những lời phát biểu lời chào đến từ gia đình họ nhà trai ngày hôm nay. Và để đáp lại những lời phát biểu của bên gia đình họ nhà trai thì ngay sau đây sẽ được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị cùng gặp gỡ bác đại diện bên gia đình họ nhà gái cũng sẽ có lời chào, lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Vâng, xin mời ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các cô cùng toàn thể bạn bè của hai cháu. Cháu Anh Thư và cháu Tùng Dương từ bạn bè thân thương trở thành tình yêu chân chính, được sự thống nhất bàn bạc giữa hai gia đình và được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hôm nay ngày tốt thắng đẹp giữa hai gia đình tổ chức lễ vu quy cho hai cháu, và các ông các bà đã dành thời gian quý báu đến chung vui với hai gia đình, hai dòng họ của chúng tôi và đến chúc phúc cho hai cháu. Tôi xin thay mặt cho gia đình nhà gái xin trân trọng cảm ơn quý ông, quý bà cùng toàn thể bạn bè của hai cháu đã đến chung vui cùng gia đình, và cũng xin chúc quý ông, quý bà cùng toàn thể hội hôn hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc cho hai cháu hạnh phúc trăm năm. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, vâng, quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn tới hai bác đại diện cho hai họ hai bên gia đình ngày hôm nay đi ạ.
Và kính chào toàn thể quý vị, và để cho mối tình tham gia được thắt chặt hơn nữa thì xin mời hai bác vừa phát biểu, chúng ta sẽ đứng lên phía trước để bắt tay nhau thắt chặt mối tình tham gia. Vâng, xin mời đi ạ. Và kính chào toàn thể quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng đi ạ. Vâng, quả thật là hôm nay sum họp chúc mai tình trong cực khắc nghĩa dài trăm năm, xin được kính chúc cho hai bên gia đình chúng ta ngày càng keo sơn và thắt chặt hơn nữa. Và xin mời hai bác sẽ trở về vị trí của mình tiếp tục câu chuyện trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, xin mời đi ạ. Chiếc băng bà mẹ bên đồng hạc sườn, sò chiên sư hung trưởng bản hồ trợ lì, lúc bí thư hồ trợ quảng, tích ca phủ mặt trần cửu chiến bình, sò chiên sinh ngữ ở đồng hát tràng rộng, chẳng khẳng sư mẹ nắp tiền, xúc màu à thành nghiền hậu, mơ mà nhắm chào khỏa lại, chân cần nếp hà mớ, rồi phủ biết bạn trẻ, ảnh thư các bà tùng dương, chân những nòi kỳ những này hỏi co mẹ cửa cấy, hỏi lấy mẹ cửa mù, hỏi co phú già tà nai kinh khẩu, ăn bà xíp bét pì phồm cửa trắng tiền cầu, xíp cầu pì cho những làng phải ép nghe, ơn tổ phà quảng nem, ơn tổ thèn quảng xú, đôi phố biết bạn trẻ cái những lời bỏ cằn nằm trước ép hơn mương, sư cần nằng bắt sư, trên hạc cần lại lại mười cái trắng ảo cần diệt trù, hụ cần lại lại vườn cái trắng ảo cần diệt báo cánh sào, diệt báo của trắng mi quang trào, diệt sào của trắng mi quang hèn che hạc cần tàu phồng đành, bên cần tàu phồng lón, cha hải cánh nòng sòng phái mương chờ, chạm và mưa đi cái trắng mền mưa lì bên trần mưa sàn bên chép mưa đẹp chưa đi. Đồi phố mía bạn trẻ cái thế này để bên phố mía tư thế mình đi bay đồi phố mía bạn trẻ thế này bên đồi sân đồi biết vấp bấy bên đồi sân đồi cấy với xìa đồi phố mía báo xào bóng mi chơi lờ hàng chầm và mơ hòn nỉ đèo khỏe của chiếc trò tàn nà tích cá sòng hươn gửi gắm tình cảm mà đồi phố mía bạn trẻ chứng mừng bà mẹ bên đầu hàng sườn quang chi lang tới lại cái chân ta bày cùng bà ải giang nhớ xưa phòng pu sùng cùng mẹ em giang nhớ xưa nằm sài bể nhớ chỉ nhưng bên bờ hoặc của chiếc cổng mẹ nay trái bên khơi hoặc của chiếc cổng bố ải mi cắm chẹp hoa còi nhỏ nhỏ mứt su mẹ êm panh hoa kìn quan ba bàn hoa còi trứng tô của ải sưng và mê nì sưng ngày êm nồng pì cứ nhắc ngớ nài na lúc ta rút lại bàn phùng bàn rút lại phường hoa còi nhắc lại thấy sư đi vừa kiềng quái chơi bày vất trà bề đa mang mày lông ma tùm tòm hoặc muộn bó lụ sò nàn nằm quần tây hơn khỏi cả bố biết sang huyền xưa sò tàng nà quần sòng tây hơn sò chúc hải êm hao lù luồn hảo hẳn khăn mảnh dịch kìn phát tài mất nà bài hay ảo lùa ma bề na ảo lùa tàu cáng bảo bày nhằm nhớ lời ma trầm và ma hột nỉ đều hao cờ nhớ lời thiền sư lầu nhớ lời thảo xìa ăn lì ăn chăn này em nồng pì nữa chú rể ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến lên phía trước hai bước nhỏ đi ạ. Vâng, xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ xích lại gần nhau để thắt chặt mối tình thông gia đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, để minh chứng cho tình yêu của hai bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, hai bạn trẻ chúng ta sẽ trao cho nhau cặp nhấn yêu thương, đó chính là biểu tượng của tình yêu. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Rõ ràng, kính thưa toàn thể quý vị, nhấn là một vòng tròn không có điểm bắt đầu mà nó cũng không có điểm kết thúc và được tượng trưng cho nền vĩnh cửu của tình yêu và niềm hạnh phúc của các cặp đôi uyên ương. Và ngày hôm nay, cô dâu và chú rể chúng ta sẽ trao cho nhau cặp nhấn yêu thương của mình và ngón tay nắp út, nơi mà hai mạch máu con tim luôn luôn chảy xiết. Vâng, xin được trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể đi ạ. Vâng, xin mời em và trẻ chúng ta sẽ giơ hai tay của mình vừa đeo nhấn lên ạ. Quý dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể đi ạ. Cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta cùng chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Đó chính là món quà đến từ bố mẹ của chú rể sẽ dành tặng một món quà đến từ hai con yêu quý của mình. Vâng, xin được trân trọng và kính mời đi ạ. Và kính chào toàn thể quý vị, để chúc mừng cho hai con yêu quý của mình trở về với bến bờ hạnh phúc ngày hôm nay, thì ngay sau đây một món quà đến từ người cha, người mẹ, người thân sinh ra chú rể sẽ dành tặng cho hai con yêu quý của mình. Vâng, xin được trân trọng và kính mời.
Và bây giờ chúng ta đang minh chứng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Đó chính là nhận được những món quà đến từ người cha, người mẹ. Ngày hôm nay và món quà thứ hai mà cô dâu chú rể chúng ta sẽ nhận được đó chính là món quà đến từ người cha người mẹ của cô dâu cũng sẽ dành tặng cho hai con yêu quý của mình. Vâng, xin mời ạ. Chân thật để quý vị, món quà luôn luôn là động lực để thúc đẩy cho chúng con hạnh phúc mãi về sau. Món quà mà người cha người mẹ dành tặng cho hai con yêu quý ngày hôm nay, cha mẹ cũng đã dành dụm và chất chiu bao nhiêu năm nay rồi. Vâng, quả thực đó là món quà nhỏ nhưng tấm lòng son. Quà này bố mẹ tặng là để cho con sau này. Một lần nữa xin kính chúc hai con luôn luôn mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Và xin được thay lời cho cô dâu và chú rể cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người cha người mẹ đã có những món quà thật là tràn đầy ý nghĩa cho ngày hạnh phúc của hai con. Lần lần kính chúc cho người cha, người mẹ có sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống, luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho chúng con hạnh phúc mãi về sau. Xin cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Và quý vị dành một tràng hoái tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể nha. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đó chính là món quà đến từ người cha, người mẹ. Và ngay sau đây, quý vị sẽ cùng chào đón với những món quà đến từ người thân và gia đình. Và xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu em trai của chú rể cũng có một món quà để gửi tặng tới anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời em trai sẽ di chuyển lên sân khấu đi ạ. Chúng ta được trở về với món quà của em trai của chú rể ngày hôm nay dành tặng cho người anh của mình trước khi trở về với bến bờ hạnh phúc. Và em trai của cô dâu ngày hôm nay đi đường tắt rồi. Và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể nha. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay cũng xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu gia đình anh chị Sơn Xuân, anh chị của chú rể cũng sẽ di chuyển lên sân khấu để dành tặng món quà của mình cho hai em. Vâng, xin mời. Vâng, xin mời anh chị Sơn Xuân đi ạ. Và cũng xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu gia đình anh chị Hồng Đông cũng sẽ di chuyển lên sân khấu để cùng gửi món quà tới hai em của mình ngày hôm nay. Vâng, xin mời đi ạ.
những bó hoa tươi thắm nhất ngày hôm nay để cùng chúc mừng các cô dâu và chú rể đến từ gia đình anh chị Xuân Xuân, gia đình anh chị Hồng Đông. Chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cô dâu và chú rể ngày hôm nay, đó chính là đón nhận những món quà đến từ người thân và gia đình. Đó chính là món quà đến từ bố mẹ Thỏa Sung ngày hôm nay, cũng dành tặng cho hai con yêu quý của mình. Vâng, và một món quà nữa đến từ gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu gia đình ông Nghĩa Trưởng cũng sẽ dành tặng cho cháu một món quà thật là tràn đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Vâng, xin mời đi ạ. Vâng, xin mời gia đình ông bà Nghĩa Trưởng sẽ cùng di chuyển lên sân khấu trao món quà của mình cho cháu đi ạ. Ông bà ngoại của cô dâu cũng sẽ có một món quà để gửi tặng tới hai cháu. Vâng, xin mời đi ạ. Vâng, xin mời ông bà ngoại của cô dâu sẽ cùng di chuyển lên sân khấu trao món quà của mình cho hai cháu ngày hôm nay. Vâng, xin mời đi ạ. Dạ vâng, kính chân thật đến quý vị, với món quà của ông bà ngoại ngày hôm nay cũng đã dành dụm và chất chiêu bao nhiêu năm nay rồi để dành tặng cho cháu của mình trở về với ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Đó chính là một sổ tiết kiệm dành tặng cho hai cháu. Vâng, xin mời quý vị cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể cũng như lời cảm ơn chân thành nhất tới ông bà đi ạ. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị và cũng xin thay lời cho cô dâu Xuân Phương và gia đình bác Quân Mai. Vâng, xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu. Hai bác sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng trao quà cho hai cháu đi ạ. Và kính mời lên sân khấu gia đình bác Quân Mai sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để trao quà cho hai cháu nhé. Vâng, xin cảm ơn gia đình bác Xuân Phương, bác Quân Mai rất là nhiều đã có món quà thật là tràn đầy nghĩa dành tặng cho hai cháu ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình bác Vấn Thủy cùng với chú Thím Tiện Hoa và cô chú Phúc Thắm sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để trao quà của mình cho cháu. Vâng, xin mời đi ạ.
Vâng, kính chào tất cả quý vị, chúng ta đã được chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đó chính là niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể đồng nhân tôi khi nhận được món quà đến từ người thân và gia đình. Và đặc biệt đó chính là món quà của bạn gia đình bác Vấn Thủy, chú Thím Tiện Hoa và cô chú Phúc Thắng ngày hôm nay đang được trao cho cô dâu và chú rể. Chú dâu và chú rể chúng ta đã nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Chuẩn bị đi ạ. Quý vị cùng hô thật to và cùng chúc mừng bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Nào chuẩn bị đi ạ. Tránh tình trạng chưa hô đến ba mà đã ôm hôn rồi này. Nồng độ máu hay cao là không được đâu nhá. Chuẩn bị đi ạ. 1, 2, 3. Vừa đến nào, vừa hôn, vừa hôn đi ạ. Vâng, xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể chúng ta được trang lòng hạnh phúc. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng cho cô dâu và chú rể, và ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng di chuyển sang bên thác bánh để chúng ta cùng nhau chia ngọt sẻ bùi để hạnh phúc chúng ta được nhân đôi. Vâng, xin mời đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, chiếc bánh ngày hôm nay thì được tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, được hợp viện vào nhau như tình yêu của hai bạn trẻ Anh Thư cùng với Tùng Dương. Vâng, hai bạn trẻ chúng ta đang tay chung tay cắt chiếc bánh hạnh phúc của mình. Và lát bánh đầu tiên được tượng trưng cho tình yêu của hai bạn trẻ đã dày công vun đắp. Và nét bánh thứ hai được tượng trưng cho niềm hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc nho nhỏ của cô dâu và chú rể. Và nét bánh thứ ba được tượng trưng cho một đám cưới thật phách lịch và lịch sự như ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng cho cô dâu và chú rể chúng ta luôn luôn mặt đồng bên nhau. Xin thề em không ạ? Marine Trường Sàng đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, xin mời chú rể bóc tem tay riêng đi ạ. Và chú rể sẽ vặn khóa tình yêu trên tay rượu ra. Và tôi mời ạ. Vâng, chai rượu ngày hôm nay đã tự động để cùng bật đắp chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời chú rể sẽ dùng tay trái của mình cầm chặt chai rượu, tay phải vòng qua eo của cô dâu đi ạ. Oh, xin mời các bạn trẻ sẽ cùng nở những nụ cười hạnh phúc nhất sau đây, thắm tình yêu và niềm hạnh phúc của mình. Kính thưa toàn thể quý vị, và thật đúng là chúng ta rất rót lên rượu hồng cho tình thêm mặn, cho lòng thêm yêu. Rượu bia muốn nói bao điều sau ngày hôn lễ vẫn yêu muôn đời. Vâng, xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể chúng ta đã rót lên những cung bậc tình yêu và niềm hạnh phúc của mình ngày hôm nay. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta tiếp tục mở chai rượu thứ hai đi ạ. Và chai rượu thứ hai thì chú rể cứ mở tự nhiên đi ạ. Rồi, vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vâng, bậc thần đúng là ông cha thì được ví như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ thì được ví như nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn thì luôn chảy mãi mãi, núi Thái Sơn thì vững chãi đời đời, bàn tay cha dòng sữa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới những bậc sinh thành ra mình ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ rót vào những ly rượu nhớ tuyệt tình của mình đấy ạ. Chính mừng của mẹ bên đầu ngàn sườn, con chiên ăn cái lại cái chiên pha bầy, lời kìn đèo có bất lương siêu thú, lời rú đèo có bất lương siêu cổng bánh ơn. Cùng bờ phép nhạc nhán sân bòm phút dùng, cùng mẹ em nhạc nhán sân bà quốc hòa bà. Vậy chiếc cổng bánh ơn có tên có điện, hò khá mươi, lúc bài phở nhính mươi, đầu phố già tăng hòa, và lục lục cười của trai. Mơi nẩu tả nai tăng dài sò cá mươi. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ nghe được lên lời thiệu hiếu thực tình của mình lên thác vật sinh thành đi ạ. Xin mời đi ạ. Vâng, chữ chung gì để phần cha chữ hiếu phần mẹ còn đôi ta chữ tình.
Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cầm lấy hai rượu của mình trở về phía giữa những người cha người mẹ, và chúng ta sẽ cùng cụm ly những người cha người mẹ đi ạ. Vâng, xin mời đi ạ. Xin chúc mừng cho cô dâu và chú rể chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau, chúc cho hai bên gia đình chúng ta ngày càng keo sơn và thắt chặt hơn nữa. Và kính chúc tất cả quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng giơ ly rượu của mình lên thật cao để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và ngược lại, cô dâu và chú rể cùng với hai bên gia đình sẽ giơ ly rượu của mình giơ lên thật cao và hướng về toàn thể quý vị ở phía dưới để chúng ta gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và MC Quân Cảnh sẽ hô từ 1 đến 3 và chúng ta sẽ cùng chúc mừng hạnh phúc, được không ạ? Cả nhà mình đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị đã. 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể cùng với hai bên gia đình cùng nhấp ly rượu của mình nhé. Xin mời toàn thể quý vị cùng cạn ly rượu của mình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, sau những giây phút yên và khoảnh khắc tuyệt vời nhất ngày hôm nay đã khép lại chương trình buổi lễ phục quy của hai bạn trẻ Anh Thư cùng với Tùng Dương được thành công và tốt đẹp. Đó chính là nhờ sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị khách quý, bạn bè thân thương của gia đình trở về để chung vui với gia đình. Một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức gia đình trân trọng và kính mời toàn thể quý vị hãy cùng trở về với những bàn tiệc chính của gia đình, và kính chúc toàn thể quý vị dùng bữa thật ngon miệng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể cùng với hai bên gia đình sẽ cùng di chuyển về phía bàn tiệc của mình để nhận lấy những lời chúc tốt đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Thank you.
Yeah.
từng rừng hoa với chim ca vui từng mừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui đêm đêm cùng với rừng, em nhớ hoa đừng hạnh phúc ta như mùa xuân, rừng rừng hoa với chim ca vui từng mừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui đêm đêm cùng với rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Chào phát thanh thật lớn để chúc mừng cho đời văn nghệ của Quân Dung các bạn.